chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, hợp vía thần tài, làm ăn trúng lớn, tiền về như thác lũ. Giàu sang chạm đỉnh, tiền tiêu ba đời không hết. Đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một giai đoạn vô cùng quan trọng của năm 2024. 4 tháng cuối năm, thời điểm mà vận mệnh của mỗi con giáp có thể trải qua nhiều biến chuyển sâu sắc, đặc biệt là về tài lộc, công danh và sức khỏe. Khi nói đến tuổi Mậu Thân, chúng ta không thể không nhắc đến sự thông minh, năng động và tài xoay chuyển tình thế của những người thuộc tuổi này. Người tuổi Mậu Thân thường được biết đến là những cá nhân khôn ngoan, linh hoạt trong suy nghĩ, không ngại đối mặt với thử thách để đạt được mục tiêu. Chính sự nhạy bén đó đã giúp quý vị đạt được những thành tựu trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng trải thảm đỏ mời gọi, và không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng vượt qua những trở ngại. Cuộc đời là một chuỗi những thăng trầm, có khi thành công nối tiếp thành công, nhưng cũng không thiếu những giai đoạn mà chúng ta phải dừng lại suy ngẫm và học cách điều chỉnh hành động để đối mặt với khó khăn. 4 tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến cho quý vị những vận hội mới, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những thử thách mà nếu không cẩn trọng, bản mệnh có thể vướng vào những tình huống không mong muốn. Như triết lý Phương Đông từng dạy, gió lớn sẽ dập tắt ngọn nên nhỏ, nhưng lại thổi bùng ngọn lửa lớn. Điều này có nghĩa rằng, dù thử thách đến với chúng ta dưới dạng nào, thì chính sự mạnh mẽ từ bên trong mới là yếu tố quyết định ta có thể chuyển nguy thành an, biến khó khăn thành cơ hội hay không. Tuổi Mậu Thân trong giai đoạn cuối năm này cần phát huy tối đa nội lực, giữ vững tinh thần lạc quan và tỉnh táo để nắm bắt những cơ hội hiếm có, đồng thời hóa giải những vận hạn có thể xảy đến. Những tháng cuối năm này không chỉ là thời điểm để quý vị đón nhận vận may tài lộc, mà còn là thời gian để quý vị nhìn lại, đánh giá và sắp xếp lại những yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để quý vị duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, giữa thành công cá nhân và sức khỏe tinh thần. Liệu tuổi Mậu Thân có thể tận dụng tốt các cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp và tài lộc, hay sẽ phải đối mặt với những rủi ro có thể làm giảm sút sự thịnh vượng? Khi nhìn vào tử vi 4 tháng cuối năm, chúng ta thấy rõ rằng đây là thời điểm mở ra những cơ hội vàng về tài chính và công việc. Nhưng không phải là con đường hoàn toàn suôn sẻ, có những thời điểm mà bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong các quyết định đầu tư hoặc chi tiêu để tránh các rủi ro không đáng có. Những quyết định đúng đắn và tinh tế trong giai đoạn này sẽ giúp quý vị không chỉ đạt được thành công về tài chính mà còn giữ được sự bình yên trong gia đạo. Vậy, làm thế nào để tận dụng những vận hội quý giá này? Những thay đổi nào đang chờ đợi quý vị ở phía trước? Và làm thế nào để hóa giải những thử thách để chuyển đổi chúng thành cơ hội phát triển? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi xem chi tiết phần luận giải ngay sau đây quý vị nhé. Hé lộ chấn động, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, chú ý ba điều này: tiền về không ngừng, giàu sang trạm đỉnh, tiền tiêu ba đời không hết. Đúng 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, trong tử vi 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, chúng ta thấy rõ sự khởi sắc mạnh mẽ về cả tài lộc lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này đi kèm với những thử thách và trách nhiệm lớn hơn. Tử vi không chỉ là sự tiên đoán, mà còn là một công cụ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, điều chỉnh hành động để đạt được mục tiêu lớn hơn. Đối với người tuổi Mậu Thân, 4 tháng cuối năm này là thời điểm quyết định mở ra cánh cửa vận may tài lộc và sự nghiệp, nhưng cũng không kém phần khó khăn nếu không biết cẩn trọng. Tháng 9, cơ hội phát triển sự nghiệp và tài lộc xuất hiện, nhưng cần cẩn trọng trong quản lý chi tiêu. Bước vào tháng 9 âm lịch, tuổi Mậu Thân sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong sự nghiệp. Đây là thời điểm mà những cơ hội mới bắt đầu xuất hiện, có thể là những dự án kinh doanh, cơ hội thăng tiến trong công việc hoặc các đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, bạn phải biết cách tận dụng thời cơ, không nên bỏ lỡ cơ hội quý báu này. Thế nhưng, song song với những cơ hội, bản mệnh cũng phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Tháng 9 mang đến cho tuổi Mậu Thân một bài học quan trọng về sự cân đối giữa thu nhập và chi tiêu. Khi tài lộc bắt đầu đổ về, dễ dẫn đến việc bản mệnh chi tiêu thiếu kiểm soát. Những khoản đầu tư không rõ ràng hoặc tiêu xài hoang phí có thể khiến tài sản của bạn nhanh chóng bốc hơi. Triết lý làm giàu từ xa xưa đã chỉ ra rằng,
Cái khó của người giàu không phải là làm sao để kiếm được tiền, mà là làm sao để giữ được tiền. Tài sản không chỉ đến từ việc kiếm tiền nhanh chóng, mà còn từ việc chi tiêu hợp lý và biết quản lý tài chính. Tháng 9 là thời điểm để bản mệnh vừa tăng cường kiếm tiền, vừa học cách giữ tiền, tránh xa những quyết định tài chính vội vàng. Tháng 10, tài lộc khởi sắc, công việc ổn định, nhưng cần tỉnh táo khi đầu tư lớn. Sang đến tháng 10, tài lộc của người tuổi Mậu Thân thực sự khởi sắc. Đây là thời gian mà các dự án kinh doanh, đầu tư bắt đầu sinh lời, mang lại cho bạn những nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, đừng vì thành công ban đầu mà trở nên chủ quan. Tháng 10 cũng là giai đoạn quý vị cần tỉnh táo khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Nhiều người tuổi Mậu Thân có xu hướng thích mạo hiểm, tìm kiếm những dự án đầu tư mới với kỳ vọng gia tăng tài sản nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu không thận trọng rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy của những dự án rủi ro hoặc gặp phải những biến động không lường trước. Một trong những nguyên tắc đầu tư thông minh là không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Điều này có nghĩa rằng, dù bạn có đủ tài lực và khả năng, cũng nên chia nhỏ các khoản đầu tư, tránh dồn hết vào một chỗ. Sự đa dạng hóa trong đầu tư không chỉ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận, mà còn giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường có biến động. Trong tháng này, quý vị cũng nên dành thời gian để kiểm tra lại các khoản tài chính và đầu tư trước đây. Đây là lúc tốt nhất để tái đánh giá, chỉnh sửa chiến lược tài chính sao cho phù hợp với xu hướng phát triển mới. Tháng 11, gia đạo êm ấm, sức khỏe ổn định, các mối quan hệ cá nhân được củng cố. Tháng 11 là thời điểm mà gia đạo của tuổi Mậu Thân trở nên êm ấm hơn bao giờ hết. Nếu trong những tháng trước bạn quá bận rộn với công việc và tài chính, thì tháng này là dịp để quý vị tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Trong tử vi phương Đông, gia đình luôn được xem là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp và tinh thần. Không có gia đình hòa thuận, khó có thể đạt được thành công bền vững. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá ổn định. Tuy nhiên, bạn không nên vì thế mà bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Công việc và tài chính dù quan trọng, nhưng không thể đánh đổi bằng sức khỏe. Triết lý sống hạnh phúc là luôn biết trân trọng và chăm sóc cơ thể. Bởi chỉ khi bạn có sức khỏe tốt, bạn mới có thể duy trì sự thịnh vượng lâu dài. Hãy cân nhắc tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe để giữ cơ thể và tinh thần luôn sảng khoái. Mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là quan hệ gia đình và bạn bè, cũng có sự cải thiện rõ rệt. Đây là tháng mà bạn có thể dành thời gian để hàn gắn, củng cố tình cảm gia đình, xây dựng một không khí hòa thuận và ấm cúng. Đôi khi, chỉ một buổi trò chuyện thân mật bên người thân cũng đủ để làm dịu đi những căng thẳng từ công việc. Tháng 12, kết thúc năm với nhiều thành tựu, nhưng cần chú ý sức khỏe và tránh xung đột gia đình. Tháng cuối cùng của năm 2024 là giai đoạn để tuổi Mậu Thân nhìn lại hành trình đã qua và tự hào về những gì mình đã đạt được. Tháng 12 mang đến những thành tựu nổi bật trong công việc và tài chính, khiến quý vị cảm thấy hài lòng và tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ trong công việc, bản mệnh cần chú ý hơn đến sức khỏe. Áp lực công việc có thể gia tăng, và nếu không biết cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bạn có thể bị suy nhược về tinh thần và thể chất. Hãy nhớ rằng, dù sự nghiệp và tài lộc có phát triển đến đâu, sức khỏe vẫn là yếu tố cốt lõi để bạn duy trì sự thịnh vượng lâu dài. Cuối năm cũng là thời điểm mà gia đình cần được đặt lên hàng đầu. Những căng thẳng từ công việc có thể dễ dàng dẫn đến xung đột nhỏ trong gia đình. Nếu bạn không biết cách kiểm soát cảm xúc, tháng 12 khuyến khích bản mệnh duy trì sự bình tĩnh, tránh những tranh cãi không cần thiết để giữ vững hòa khí trong gia đình. Tổng quan về vận mệnh 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Thân đã cho thấy rõ ràng những cơ hội vàng về tài lộc, sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn nếu không cẩn thận. Hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, bình tĩnh, tận dụng cơ hội nhưng cũng không quên chăm sóc sức khỏe và giữ vững gia đạo. 3. Chi tiết phân tích từng phương diện trong cuộc sống tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Về phương diện sự nghiệp, trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Mậu Thân sẽ được tận hưởng nhiều cơ hội thuận lợi về sự nghiệp, đặc biệt trong tháng 9 và tháng 10. Đây là giai đoạn mà các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, đầu tư đều có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng dù có những tín hiệu tốt, bạn không nên vội vã thay đổi hoặc mở rộng quy mô quá nhanh chóng. Tháng 9 và 10 mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng là giai đoạn bạn cần duy trì sự kiên nhẫn và thận trọng trong mọi quyết định lớn.
Triết lý thành công không chỉ đến từ việc chớp lấy cơ hội, mà còn từ việc biết khi nào nên giữ vững mục tiêu và đi từng bước chắc chắn. Nhiều người tuổi Mậu Thân có xu hướng bị cuốn theo những lợi ích ngắn hạn, dễ dãi trong quyết định. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có. Lời khuyên dành cho tuổi Mậu Thân là hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn, đặc biệt là những dự án mà bạn đã lên kế hoạch từ đầu năm. Đây là thời điểm tuyệt vời để củng cố sự nghiệp, xây dựng nền tảng vững chắc cho những bước tiến trong tương lai. Cần nhớ rằng, dù cơ hội đến dồn dập, không phải cơ hội nào cũng là tốt nhất. Hãy giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện những thay đổi lớn trong công việc. Sự nghiệp không phải là một cuộc đua nhanh chóng, mà là một hành trình lâu dài cần sự kiên trì và chiến lược đúng đắn. Về phương diện tài lộc, tháng 10 và tháng 12 là thời điểm tài lộc thăng hoa đối với tuổi Mậu Thân. Trong những tháng này, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng các khoản đầu tư và kinh doanh bắt đầu mang lại lợi nhuận. Dòng tiền đổ về đều đặn, và đây là lúc bạn có thể tăng cường các khoản thu nhập từ những nguồn đã đầu tư trước đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là quý vị phải biết cách quản lý tài chính một cách thông minh và cẩn thận. Nguyên tắc làm giàu không chỉ nằm ở chỗ kiếm được bao nhiêu, mà còn là bạn giữ được bao nhiêu. Tài lộc dồi dào nhưng không có nghĩa là bạn có thể tiêu xài hoang phí. Việc tiêu tiền không có kế hoạch rõ ràng có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn, đặc biệt khi bạn gặp phải những biến động không lường trước trong tháng 9 và 10. Triết lý tài chính cổ điển dạy rằng hãy dành ra 30% thu nhập để đầu tư, 20% để tiết kiệm và chỉ sử dụng 50% cho tiêu dùng cá nhân. Đây là thời điểm để bạn lập kế hoạch chi tiêu thông minh, giữ lại một khoản tiết kiệm cho những dự án dài hạn và tương lai, thay vì chỉ tập trung vào những niềm vui ngắn hạn. Đặc biệt, trong tháng 9 và 10, bạn cần tránh các khoản đầu tư có rủi ro cao. Những dự án không rõ ràng hoặc không có sự phân tích kỹ lưỡng có thể khiến bạn mất đi thành quả của cả năm. Về phương diện sức khỏe, về sức khỏe, tuổi Mậu Thân có một năm khá ổn định, đặc biệt là trong 4 tháng cuối năm. Tuy nhiên, đừng để sự bình ổn này khiến bạn chủ quan. Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công, và nếu bạn không chăm sóc đúng mức, những áp lực công việc và cuộc sống sẽ dễ dàng đánh bại tinh thần và thể chất của bạn. Trong tháng 9 và 11, áp lực công việc có thể gia tăng đáng kể, đặc biệt với những người đang điều hành doanh nghiệp hoặc quản lý nhiều dự án cùng lúc. Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, vì vậy, hãy chú ý hơn đến việc cân bằng giữa công việc và sức khỏe, tham gia các hoạt động thể thao, tập yoga, hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ giúp tinh thần của bạn luôn được thư giãn và sảng khoái. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, tránh thức khuya và sử dụng thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Sự ổn định về sức khỏe sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua được những khó khăn về công việc, mà còn đảm bảo cho sự thăng tiến lâu dài. Về phương diện tình duyên và gia đạo, tình duyên và gia đạo là điểm sáng trong 4 tháng cuối năm của tuổi Mậu Thân, đặc biệt là trong tháng 11. Đây là thời điểm mà các mối quan hệ trong gia đình và tình cảm cá nhân đều có sự cải thiện rõ rệt. Tháng 11 là thời gian để bạn gắn kết, làm mới và vun đắp tình cảm với những người thân yêu. Gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc, mang lại sự an yên và bình ổn trong tâm hồn bạn. Một điều quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào, đó là không chỉ cần thời gian mà còn cần sự quan tâm và chia sẻ. Trong 4 tháng cuối năm, bạn có thể bận rộn với công việc và sự nghiệp, nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng đến gia đình. Hãy dành thời gian cho những buổi trò chuyện thân mật, những chuyến du lịch ngắn cùng gia đình để củng cố tình cảm. Những mối quan hệ gắn kết và hòa thuận sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn trong công việc một cách dễ dàng hơn. Lời khuyên cho tuổi Mậu Thân là hãy giữ hòa khí trong mọi tình huống, tránh tranh cãi nhỏ nhặt, và quan trọng nhất là hãy luôn biết lắng nghe và chia sẻ. Gia đình là nơi để trở về, là nguồn năng lượng tích cực giúp bạn vững bước trên mọi hành trình cuộc đời. 4. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc cho tuổi Mậu Thân. Trong bối cảnh 4 tháng cuối năm có nhiều biến động, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần áp dụng những biện pháp phong thủy và tâm linh để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc và đảm bảo cuộc sống an yên. Phần này sẽ đi sâu vào cách sử dụng các vật phẩm phong thủy, nghi lễ và lối sống tích cực để cải thiện vận mệnh, tăng cường sự may mắn và bình an cho bản mệnh. 1. Sử dụng các vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn. Phong thủy luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc.
Đối với tuổi Mậu Thân, trong 4 tháng cuối năm này, việc lựa chọn và sử dụng các vật phẩm phong thủy đúng cách sẽ giúp bạn không chỉ thu hút vận may mà còn hóa giải những khó khăn tiềm ẩn. Tỳ Hưu, biểu tượng của sự giàu sang, phú quý. Tỳ Hưu là linh vật mang lại tài lộc và giữ của, được nhiều người yêu thích vì khả năng hút tài vận và đẩy lùi vận xui. Đối với người tuổi Mậu Thân, việc sử dụng Tỳ Hưu trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp bạn thu hút tiền tài và giữ vững tài sản. Điều này đặc biệt quan trọng khi bản mệnh đối diện với nhiều biến động về tài chính trong các tháng tới. Cách dùng: Tỳ Hưu nên được đặt trên bàn làm việc hoặc tại phòng khách, nơi có không gian mở và sạch sẽ. Đặt Tỳ Hưu hướng ra ngoài cửa chính hoặc cửa sổ, điều này tượng trưng cho việc đó nhận tài lộc từ bên ngoài vào nhà. Lưu ý: hạn chế sờ vào miệng của Tỳ Hưu để không làm mất đi khả năng hút tài lộc của linh vật này. Đặt Tỳ Hưu ở nơi thoáng đãng và tránh đặt trong phòng ngủ để duy trì sự hài hòa về năng lượng. Thạch anh vàng, đá phong thủy giúp thu hút tiền bạc. Thạch anh vàng được mệnh danh là viên đá của tài lộc, rất phù hợp với người tuổi Mậu Thân trong việc kích hoạt sự thịnh vượng và sự giàu có. Thạch anh vàng không chỉ có tác dụng cân bằng năng lượng mà còn giúp tăng cường sự sáng suốt trong các quyết định về tài chính. Cách dùng: đeo vòng tay thạch anh vàng hoặc đặt viên đá này trên bàn làm việc để gia tăng sự tập trung và sáng tạo. Đá thạch anh vàng cũng có thể được đặt trong két sắt hoặc những nơi lưu giữ tiền bạc để bảo vệ tài sản. Lời khuyên: khi sử dụng thạch anh vàng, hãy luôn tâm niệm rằng sự giàu có đến từ sự nỗ lực không ngừng và việc quản lý tài chính thông minh. Sử dụng đá thạch anh như một biểu tượng nhắc nhở về mục tiêu dài hạn trong tài chính. Dòng mã não đỏ, tăng cường sức mạnh, chống lại năng lượng tiêu cực. Dòng mã não đỏ là biểu tượng của sự tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán. Đặc biệt trong các tháng biến động, việc đeo dòng mã não đỏ giúp bản mệnh vượt qua những rủi ro, hóa giải vận hạn và thu hút những điều may mắn. Cách dùng: đeo vòng tay mã não đỏ hàng ngày để duy trì nguồn năng lượng tích cực và tăng cường sức mạnh nội tại. Đây là vật phẩm phong thủy rất hữu ích trong việc bảo vệ bản mệnh trước những biến động khó lường trong công việc và cuộc sống. 2. Hướng dẫn nghi lễ thắp hương, sông nhà và lễ cúng gia tiên để hóa giải vận hạn. Nghi lễ thắp hương, sông nhà và lễ cúng gia tiên từ lâu đã được coi là những phương pháp hiệu quả trong việc hóa giải các năng lượng xấu, làm mới không gian sống và thu hút sinh khí tích cực. Thứ nhất, thắp hương gia tiên. Thắp hương cúng gia tiên không chỉ giúp kết nối với tổ tiên mà còn là cách để bản mệnh cầu xin sự phù hộ, bảo trợ từ các đấng tiền nhân. Việc thắp hương đều đặn sẽ tạo ra không gian thanh tịnh, thu hút năng lượng tích cực và đẩy lùi những khó khăn trong cuộc sống. Thời gian thắp hương: nên thắp hương vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng hoặc khi gia đình có sự kiện quan trọng. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh cầu nguyện và xin tổ tiên bảo vệ, dẫn đường cho sự nghiệp và tài lộc. Lưu ý khi thắp hương: khi thắp hương hãy giữ cho bàn thờ sạch sẽ, tinh tươm, dâng hương bằng lòng thành kính, tập trung vào những mong muốn tích cực như cầu sức khỏe, bình an và tài lộc. Thứ hai, xông nhà bằng thảo mộc. Xông nhà là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để làm sạch không gian sống và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Đặc biệt trong những tháng có nhiều biến động như tháng 9 và 10, việc xông nhà sẽ giúp loại bỏ tà khí, thanh lọc không khí và thu hút dưỡng khí. Cách thực hiện: sử dụng các loại thảo mộc như trầm hương, bồ kết, lá bưởi để xông nhà, xông từ cửa chính vào các góc nhà, đảm bảo mọi không gian đều được làm sạch và không khí lưu thông tốt. Đây là cách giúp không gian sống của bạn luôn tràn đầy sinh khí. Thời điểm thích hợp: nên xông nhà vào ngày đầu tháng hoặc trước những dịp lễ quan trọng, đặc biệt khi bạn cảm thấy gia đình đang gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu bất ổn trong công việc. Thứ ba, lễ cúng gia tiên. Lễ cúng gia tiên là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng, giúp bản mệnh hóa giải những điều xui xẻo, cầu xin tổ tiên dẫn dắt vượt qua khó khăn. Lễ cúng không chỉ là để cầu tài lộc mà còn là cách để bản mệnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với sự bảo vệ của tổ tiên. Chuẩn bị lễ vật. Lễ vật có thể bao gồm hoa quả tươi, nến, nước trà, bánh kẹo và hương thơm. Khi thực hiện lễ cúng hãy đảm bảo rằng không gian thờ cúng luôn sạch sẽ và trang trọng. Lời khuyên: khi thực hiện lễ cúng hãy tâm niệm về những điều tích cực, mong muốn bình an và cầu xin sự bảo hộ từ tổ tiên. Hãy nhớ rằng sự chân thành và lòng biết ơn luôn là yếu tố quan trọng để hóa giải vận hạn và thu hút may mắn. 3. Làm việc thiện tích đức để hóa giải khó khăn và thu hút phước lành. Một trong những cách hóa giải vận hạn hiệu quả nhất là làm việc thiện và tích đức.
Điều này không chỉ giúp tạo ra năng lượng tích cực, mà còn giúp bản mệnh thu hút thêm phước lành cho gia đình và cuộc sống. Trong 4 tháng cuối năm, hãy dành thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác để tích lũy phúc đức cho chính mình. Lời khuyên, hãy tham gia các chương trình thiện nguyện hoặc đóng góp cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động nhỏ như chia sẻ với người xung quanh hay hỗ trợ cộng đồng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho chính bạn. Phong thủy không chỉ là về việc sử dụng vật phẩm, mà còn là về cách bạn đối xử với cuộc sống và những người xung quanh. Làm việc thiện và sống với lòng nhân ái sẽ giúp bản mệnh không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn đạt được nhiều thành công và bình an hơn trong cuộc sống. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, trong những tháng cuối năm 2024, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần đặc biệt lưu ý những yếu tố có thể gây ảnh hưởng xấu đến vận trình của mình. Các tháng cuối năm thường đi kèm với những thay đổi lớn, không chỉ về tài chính mà còn trong mối quan hệ gia đình và sức khỏe cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo thành công và duy trì sự bình an, dưới đây là một số điều mà bản mệnh cần tránh trong 4 tháng cuối năm. 1. Sai lầm trong đầu tư, cẩn trọng với các dự án rủi ro cao. Trong bối cảnh nền kinh tế biến động vào cuối năm, những quyết định đầu tư cần được suy xét kỹ lưỡng. Người tuổi Mậu Thân, đặc biệt trong 4 tháng cuối năm, có xu hướng dễ bị thu hút bởi những cơ hội đầu tư mang tính rủi ro cao. Điều này có thể xuất phát từ những lời mời gọi hấp dẫn hoặc mong muốn nhanh chóng tăng trưởng tài chính. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà bản mệnh cần cực kỳ tỉnh táo và thận trọng. Tháng 9 đây là tháng mang lại nhiều cơ hội tài chính, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bản mệnh dễ bị cám dỗ bởi những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các dự án này thường thiếu sự minh bạch và nguy cơ thất bại cao. Do đó, trước khi đầu tư hãy đảm bảo rằng dự án đã được nghiên cứu kỹ càng và có sự đảm bảo về pháp lý. Lời khuyên, tránh tham gia vào những dự án mang tính đầu cơ, không rõ ràng về lợi nhuận hoặc nguồn vốn. Thay vào đó, bản mệnh nên tập trung vào các lĩnh vực đầu tư ổn định, có khả năng sinh lời dài hạn, chẳng hạn như bất động sản hoặc chứng khoán bền vững. 2. Xung đột gia đình. Giữ hòa khí trong nhà tránh để căng thẳng công việc ảnh hưởng. Cuối năm thường là thời điểm mà công việc và áp lực tài chính gia tăng, dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi trong tâm lý. Đối với tuổi Mậu Thân, đây cũng là lúc dễ xảy ra những mâu thuẫn trong gia đình. Đặc biệt là khi bạn để căng thẳng trong công việc ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân, các xung đột nhỏ nếu không được giải quyết kịp thời có thể trở thành những vết nứt trong mối quan hệ gia đình. Tháng 10 và 12, đặc biệt vào tháng 12, khi công việc cần sự tập trung cao độ và các mục tiêu tài chính cũng như sự nghiệp đều đạt đến đỉnh điểm, bản mệnh cần chú ý không để áp lực làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với vợ chồng, con cái hay những người thân yêu. Sự mệt mỏi về tinh thần dễ dẫn đến những lời nói và hành động bộc phát, gây tổn thương cho những người xung quanh. Lời khuyên, trong những tháng này, bản mệnh cần tạo khoảng không gian riêng cho gia đình, biết cách sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành công việc, vừa giữ được hòa khí trong nhà, đừng để áp lực từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Nếu có thể hãy tổ chức những buổi sum họp gia đình, chia sẻ để giải tỏa căng thẳng. 3. Lối sống thiếu khoa học. Cần duy trì sức khỏe để bảo vệ bản thân. Cuối năm thường là thời điểm dễ xảy ra những vấn đề liên quan đến sức khỏe, do bản mệnh phải đối mặt với nhiều áp lực từ công việc lẫn gia đình. Một trong những điều cần tránh đó là lối sống thiếu khoa học, bao gồm thức khuya, ăn uống không điều độ và căng thẳng kéo dài. Tháng 9 và tháng 11, hai tháng này là thời điểm bản mệnh dễ gặp phải tình trạng căng thẳng về tinh thần. Công việc có thể đẩy bạn vào tình trạng làm việc quá sức, dẫn đến thiếu ngủ và suy giảm sức khỏe. Hơn nữa, vào tháng 11, thời tiết chuyển lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Lời khuyên, hãy duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bao gồm ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Sức khỏe là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, cần tránh việc thức khuya và làm việc quá sức. Điều này có thể khiến cơ thể suy kiệt và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần. 4. Đừng để những kỳ vọng quá lớn gây áp lực. Cuối năm cũng là thời điểm mà bản mệnh thường có xu hướng đặt ra những kỳ vọng lớn cho bản thân và gia đình. Những mục tiêu tài chính, sự nghiệp và mối quan hệ đều trở thành áp lực nếu không đạt được như mong đợi. Chính vì vậy,
Điều quan trọng là bản mệnh cần biết cách điều chỉnh kỳ vọng của mình, tránh gây áp lực cho bản thân và người xung quanh. Tháng 10 và 12, đây là hai tháng mà bản mệnh có thể dễ rơi vào trạng thái thất vọng nếu không đạt được mục tiêu như dự định. Điều này không chỉ làm giảm tinh thần mà còn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến các quyết định sai lầm trong công việc và đầu tư. Lời khuyên, thay vì tập trung vào những mục tiêu quá xa vời, bản mệnh nên nhìn nhận những thành tựu nhỏ trong cuộc sống và công việc. Hãy biết hài lòng với những gì đã đạt được và tiếp tục nỗ lực một cách bền vững. Việc điều chỉnh kỳ vọng sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực và duy trì tinh thần lạc quan. 5. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Bên cạnh sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và thành công. Cuối năm, áp lực công việc và cuộc sống có thể ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bản mệnh nếu không biết cách giải tỏa căng thẳng. Nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, từ việc suy giảm tinh thần đến mâu thuẫn trong các mối quan hệ cá nhân. Lời khuyên, hãy tìm kiếm những phương pháp giúp bạn thư giãn tinh thần, chẳng hạn như yoga, thiền định hoặc tham gia các hoạt động giải trí yêu thích. Đồng thời, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh cũng là cách giúp bạn giải tỏa căng thẳng và đạt được sự bình an trong tâm hồn. Kết lại, việc tránh xa những sai lầm và duy trì lối sống cân bằng sẽ giúp người tuổi Mậu Thân 1968 tận dụng tối đa các cơ hội trong 4 tháng cuối năm và đảm bảo sự thành công bền vững. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, trong cuộc sống không ai có thể tránh khỏi những thăng trầm, đặc biệt là đối với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Đây là con giáp thuộc mệnh thổ, với tính cách mạnh mẽ, thông minh, linh hoạt, nhưng đôi khi cũng dễ bị cuốn theo cảm xúc hoặc gặp khó khăn trong việc kiềm chế sự bốc đồng. Vì vậy, bài học cuộc sống quan trọng dành cho người tuổi Mậu Thân là biết học cách cân bằng giữa những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để không ngừng tiến bộ. 1. Sức mạnh của sự kiên nhẫn và quyết tâm. Những người sinh năm Mậu Thân thường sở hữu sự năng động, nhiệt huyết và khả năng sáng tạo cao. Đây là những ưu điểm giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công việc liên quan đến kinh doanh và sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với sự năng động đó là tính nóng vội và thiếu kiên nhẫn khi gặp phải khó khăn. Điểm mạnh, bản mệnh có khả năng thích ứng nhanh với môi trường mới, luôn có tầm nhìn xa trông rộng và biết cách tận dụng các cơ hội. Tuy nhiên, sự nóng vội đôi khi lại chính là nhược điểm khiến họ đưa ra các quyết định thiếu suy nghĩ trong lúc căng thẳng. Lời khuyên, cuộc sống luôn mang đến những thử thách khó lường và chỉ có kiên nhẫn mới giúp bản mệnh vượt qua được những trở ngại đó. Hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn, kiên nhẫn chờ đợi và không nên quá nôn nóng để đạt được thành công ngay lập tức. Những thất bại có thể đến, nhưng nếu giữ vững lòng quyết tâm và kiên trì với mục tiêu, bản mệnh sẽ thấy những kết quả đáng giá hơn về lâu dài. 2. Điểm yếu, sự bốc đồng và cách hóa giải. Người tuổi Mậu Thân thường khá bốc đồng, nhất là khi họ cảm thấy bị áp lực hoặc không đạt được những gì mình mong đợi. Đây có thể là một điểm yếu cần được kiểm soát, bởi sự bốc đồng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trong công việc và cuộc sống cá nhân. Điểm yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, thường hành động theo bản năng mà thiếu sự suy xét kỹ càng. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề trong các mối quan hệ cá nhân cũng như công việc, đặc biệt là khi bản mệnh đối diện với áp lực tài chính hoặc công việc không như ý muốn. Lời khuyên, để hạn chế tính bốc đồng, bản mệnh nên rèn luyện khả năng tự kiểm soát cảm xúc. Hãy dành thời gian để suy nghĩ trước khi hành động, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng. Thực hành thiền, yoga hoặc những hoạt động mang lại sự tĩnh tâm có thể giúp bản mệnh duy trì sự bình tĩnh, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. 3. Cân bằng giữa công việc và gia đình. Người tuổi Mậu Thân thường tập trung rất nhiều vào sự nghiệp và có tham vọng lớn trong cuộc sống. Điều này đôi khi khiến họ bỏ quên hoặc không dành đủ thời gian cho gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, sự thành công không chỉ được đo lường bằng những gì bạn đạt được trong công việc, mà còn ở cách bạn duy trì và phát triển những mối quan hệ quan trọng trong đời. Điểm mạnh, tài năng và sự chăm chỉ giúp người tuổi Mậu Thân đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Nhưng điều này cũng có thể dẫn đến sự mất cân bằng trong cuộc sống, đặc biệt là về mặt tình cảm và gia đạo. Lời khuyên, bản mệnh cần học cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ nằm ở tiền bạc hay danh vọng, mà còn ở tình yêu thương và sự hài hòa trong gia đình. Đừng để áp lực công việc làm hỏng các mối quan hệ cá nhân,
bởi một gia đình hạnh phúc sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 4. Tinh thần lạc quan và sự đơn giản trong cuộc sống. Một trong những phẩm chất đáng quý của người tuổi Mậu Thân chính là tinh thần lạc quan. Dù gặp phải khó khăn, họ vẫn có khả năng đứng dậy và tiếp tục nỗ lực với niềm tin vào tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết cách duy trì tinh thần lạc quan ngay cả khi mọi thứ trở nên phức tạp và khó khăn. Điểm yếu, sự căng thẳng và áp lực có thể làm giảm đi tinh thần lạc quan của người tuổi Mậu Thân. Khi đối mặt với quá nhiều thách thức cùng một lúc, bản mệnh có thể dễ mất động lực và rơi vào tình trạng stress. Lời khuyên, hãy tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống, đừng quá tập trung vào những mục tiêu xa vời hoặc những điều ngoài tầm với mà bỏ qua những niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Sự đơn giản trong cách suy nghĩ và lối sống sẽ giúp bản mệnh giữ được sự bình an và hạnh phúc. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều có thể vượt qua bằng niềm tin và sự kiên nhẫn. 5. Hãy trân trọng những thành quả và biết hài lòng. Cuộc sống không chỉ là hành trình chinh phục những mục tiêu lớn, mà còn là sự biết trân trọng những thành quả nhỏ bé. Người tuổi Mậu Thân đôi khi quá chú trọng đến mục tiêu cao mà quên mất việc cảm nhận niềm vui từ những gì họ đã đạt được. Lời khuyên, hãy biết hài lòng với những gì mình có và luôn trân trọng những thành tựu dù lớn hay nhỏ. Điều này không chỉ giúp bạn có được sự thoải mái về tinh thần, mà còn tạo động lực để tiếp tục nỗ lực trong tương lai. Kết lại, người tuổi Mậu Thân 1968 cần duy trì sự kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc và luôn hướng tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này không chỉ giúp họ đạt được thành công mà còn giúp họ tìm thấy hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn. Như vậy, tử vi 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Mậu Thân 1968 hứa hẹn mang lại những cơ hội lớn về tài lộc và sự nghiệp. Tháng 10 và tháng 12 là thời điểm tài lộc thăng hoa, nhưng không vì thế mà bản mệnh nên lơ là với những thách thức đang chờ đón. Đặc biệt, sức khỏe và gia đạo cần được chú ý kỹ lưỡng, vì chỉ khi bản thân khỏe mạnh và gia đình êm ấm, bạn mới có đủ sức mạnh để nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống. Hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, đồng thời cẩn trọng trong mọi quyết định. Vận may không phải lúc nào cũng kéo dài, vì vậy, hãy tận dụng từng khoảnh khắc, nhưng không quên quan tâm đến bản thân và gia đình. Cuối cùng, nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, đừng quên chia sẻ video để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin tử vi bổ ích khác. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị những dự báo xác thực, giúp quý vị có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thành công.